Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 15 cây cần 2 khúc 3 khúc chất liệu là cần vip, và hôm nay có chiều dài là từ 1,5m cho đến là 2,7m nha các bạn. Và giá mình báo trong video này là chưa bao gồm phí ship, ship có toàn quốc bên mình vẫn là 30.000. Lô này thì là cần vip, cần nói chung là cần ngắn nên mình báo ship thấp nha, ship là 30.000 một đơn. Cây đây là cây số 1. Cây số 1 ở đây là mình có là một cây hàng đây. Cổ này là cổ Roman nha. Hàng này là hàng trung xuất Nhật. Cái này là một cây hàng trung xuất Nhật, dài là 2,4m và độ cứng. Cái này là dài 2,1m các bạn mình bảo nha. Cái này là dài 2,1m và độ cứng nó là cứng 30. Phần tay ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này thì dòng sau này. Phần tay cầm của nó là tay cầm cá mút xốp. Góc như thế này. Bát này là bát vặn, bát hãng nha. Bát hãng, không phải là bát Fuji nha các bạn. Khoen này cũng là khoen hãng luôn, khoen hãng lưỡi sứ đen. Cái này là dài 2,1m và có 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen bao gồm cả đầu bông, nhặt khoen. Ngoại hình như thế này, màu nó là màu đen full từ gốc đến ngọn. Dài là 2,1m, cứng 30. Ngọn này là ngọn 1.7 ly. Cái này là cây số 1. Cây số 1 này nặng là 240g. Số 1 này có giá là 280.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây Olympic. Cái này là một cây gần Olympic dài 2,1m 2 khúc. Đây, 2,1m 2 khúc, màu của nó là màu vàng nha, phần gốc như thế này. Gốc này là gốc cắn gỗ. Bát này là bát vặn. Khoen Fuji sứ trắng. Cái này dài 2,1m và có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu buông. Ngoại hình thì có sờn xước nhỏ phần gốc này. Nói chung là cây này ngoại hình còn khá là sáng, sờn xước ít. Ngọn này là ngọn 3.75 ly. Dài 2,1m, ngọn 3.75 ly. Độ cứng cái này là cứng tầm 40-50. Dòng này thì các bạn có thể câu lăng xê. Câu lăng xê được. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này thì sờn xước nhẹ bằng gốc thôi. Nói chung tróc sơn nhẹ thôi. Nặng là 260g, cây này là cây số 2 các bạn. Cây số 2 này có giá là 420.000. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 ở đây mình có là một cây cần cắm gốc. Cây này thì tróc tem màng rồi. Cây cần cắm gốc 2 khúc như thế này. Dài là 1,5m 2 khúc. Phần gốc của nó này. Này, phần gốc. Phần gốc của nó là gốc được quấn nhựa. Bát này là bát vặn nha, bát vặn. Nói chung là bát vặn là các bát vặn bên mình đều đã test rất là kỹ, vặn trơn tru hết nha các bạn, nên là không cần phải test lại bát, cần cắm gốc ngoại hình như này. Phần keo ở đây hơi xấu này. Dài là 1,5m 2 khúc. Và ngọn của nó là ngọn phíp đặc nha. Ngọn này là ngọn đọt này dạng đọt thủy tinh nha các bạn. Đây. Đọt thủy tinh đọt đặc như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji sứ đen. Cây này là dài 1,5m 2 khúc và có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu buông. Độ mới thì cây này mới tầm 70%. Nói chung là gốc của nó thì được quấn nhựa gần hết rồi. Phần ngọn thì có khúc nhỏ thôi. Ngọn này là 295 ly và ngọn của nó là dạng ngọn tháp, ngọn đặc. Độ cứng thì cái này trên này có ghi thông số độ cứng các bạn. Cái này cứng nó tầm 80 đến 100. Đây. Cứng từ 80 đến 100 nha. Dòng câu dít, câu đáy. Dài 1,5m, nặng là 400g. Cái này là cây số 3. Cây số 3 này có giá là 390.000. Đây, dòng này nó hơi xấu một tí nha. Giá là 390. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây hàng trung xuất Nhật. Cái này hiệu của nó. Cái này là một cây lua nha các bạn. Cây lua 2 khúc phíp. Cái này là dài 6 feet là 180 m. Mình nhầm. Dài 6 feet là dài 1,8m, 180cm. Cái này thì độ cứng của nó, dòng này thì cần lua, độ cứng cái này thì cứng tầm khoảng cái này cứng tầm M nha, cứng tầm M. Dòng này thì lua lắc được. Phần gốc của nó này, gốc này là tay cầm cá mút xốp này. Bát của nó là bát HBS18. Khoen này là khoen hãng lợi sứ đen.
Cái này là dài 1m82 khúc và có tất cả là 5 khoen buông và đầu buông. Ngọn của nó là dạng ngọn đặc nha. Cái này ngọn đặc nha các bạn. Cái này ngọn của nó là ngọn 3.3 ly. Nếu mà so độ cứng gần thường thì độ cứng cái này cứng tầm khoảng 30-35. Dài 1m82 khúc, nặng là 300g. Tại vì ngọn nó là dạng ngọn đặc. Cái phần cắm ở đây là cắm của nó là cắm bằng inox. Ngoại hình như này. Cái phần này là phần dính keo. Cái này lau ra nha. Đây, cái này cũng là dính keo mà lau chưa có kỹ. Ngoại hình thì cái này cũng có sờn chút nhỏ như này. Độ mới cái này mới tầm 70%. Cái này là cây số 4. Cây số 4 này có giá là 280.000. Số 4 giá 280. Tiếp theo là cây số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây nội địa. Ở đây là nó có cái chữ dòng là của Erika nội địa Nhật. Rồi mình nó ghi ở đây mình lau các bạn. Lau vệ sinh bẩn tróc cái tem rồi. Cây này là dài 1m82 khúc, phần gốc của nó như thế này. Bát của nó là bát Fuji, bát FF8, Fuji FF8. Khoen của nó là khoen Fuji xứ trắng. Cây này thì có tất cả là 6 khoen bao gồm cả đầu bu. Và đầu bu của nó là dạng đầu bu ròng rọc. Ngọn lớn nha. Cái này ngọn của nó là ngọn 5.8 ly. Ngọn rất là lớn, cứng. Dòng này câu tra, câu bè, nói chung là câu cá lớn, câu dít hay câu đáy cũng được nha các bạn. Ngọn rất là lớn, cứng. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 120-150. Ở đây nó bị mất cái mút đó các bạn, cái mút chặn đầu giống đi cho khỏi vào cát. Đây, mất cái mút chặn đầu giống. Cái này là dài 1m82 khúc, độ cứng cái này cứng từ 120-150. Ngọn lớn, ngọn 5.8. Dài 1m82 khúc. Nặng là 240g. Ngoại hình như này. Đây có rầy xước ở đây. Rầy xước ở đây nha. Đó, có sờn xước như vậy. Đầu bu là dạng đầu bu rồng rọc chuyên câu biển. Cái này là cây số 5. Cây số 5 này có giá là 400. Cây số 5 này có giá là 440.000. Tiếp theo là cây số 6. Số 6 ở đây mình có là một cây đai hoa. Số 6 cái này là cây đai hoa, dòng đai hoa Viking, dài là 2m1. Đai hoa Viking dài 2m1. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Còn tay cầm là tay cầm cán gỗ. Gốc này là được quấn nhựa. Bát này là bát Fuji F6SB. Khoen là khoen Fuji sứ trắng. Này. Ngoại hình nó như thế này. Đoạn này là đoạn của nó là dạng đọt thủy tinh đặc. Đoạn này là dạng đọt tháp. Và phần tháp là dạng đọt thủy tinh đặc nha. Đây, đọt thủy tinh của nó là dạng ngọn dẹp như thế này các bạn. Ngọn dẹp mình cũng không hiểu là đo như thế nào mới đúng. Đây. Chiều dẹp nó là 2.1 ly. Chiều còn lại là 2.9 ly. Dạng ngọn tháp như thế này. Cái này là dài 2m1 và độ cứng của nó là cứng tầm 40. Dài 2m1, nặng là 210g. Cái này là cây số 4, cây số 6. Cây số 6 này có giá là 420.000. Chất của nó là chất phíp đỏ nha. Ngoại hình thì cũng sờn xước ít thôi các bạn. Số 4 giá là 420. Số 6 giá 420. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 ở đây mình có là một cần câu dít, câu đáy. Dài là 1m82 khúc. Dòng này là của... Dòng này thì trước là mình nhớ là nó ở đây nó có một cái tem như thế này các bạn. Mà cây này về tróc tem rồi. Cây này cũng lâu lâu cũng hay về. Cây này là một cây nội địa nha. Cây cần nội địa Nhật nha. Cây này là dài... Đọt của nó là dạng đọt thủy tinh đặc. Dài là 1m82 khúc. Gốc của nó này. Gốc này là tay cầm của nó là tay cầm dạng tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn. Tất cả các bát đều vặn rất là trơn tru nha.
quen này là quen Fuji xứ trắng. Cây này thì có tất cả là 4 quen bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình như thế này các bạn. Có sờ xước như thế này. Ở đây có trầy xước này. Độ mới thì cây này mới tầm khoảng 65-70%. Dài là 1m8, 2 khúc, ngọn là ngọn 3.7 ly. Ngọn đặc. Đây, cắm phần cắm nó là dạng inox. Đầu cắm là inox hết nha. Ngọn của nó là ngọn thủy tinh đặc. Độ cứng cây này cứng tầm 60-80. Dòng này là đánh vít hoặc là câu đáy. Đây là cây số 7. Cây số 7 này nặng là 340g. Số 7 này có giá là 370.000. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cái cần Olympic. Cây này là một cây Olympic dài 2m1 và có 2 ngọn. Màu nó là màu nâu như thế này. Ngoại hình tổng thể như thế này. Còn tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát bằng. Quen Fuji xứ trắng. Cây này thì có 2 ngọn. Có ngọn mảnh là có 6 khoen nha. Ngọn bạo lực thì có 4 khoen. Ngoại hình như có 2 ngọn như vậy. Ngoại hình thì cây này còn nói chung là ngoại hình khá là ok, sườn xước nhẹ như thế này. Đây, ở đây có trầy xước xíu. Nói chung độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Ngoại hình thì cây này sáng nha. Bát của nó là bát bằng. Bát rất là sáng đẹp. Nói chung cây này thì còn khá là mới rồi. Ngọn bạo lực của nó là 3 ly 9 gần 4 ly. Ngọn mảnh là 2 ly 2. Dòng này là dạng ngọn tháp nữa các bạn. Ngọn lớn và ngọn tháp. Ngọn bạo lực thì độ cứng cái này cứng tầm 50. Ngọn mảnh thì độ cứng cái này tầm khoảng 35-40. Cái này là dài 2m1, 2 khúc, 2 ngọn. Cái này thì có một ngọn 3 ly mấy thì các bạn có thể có lăn xê được. Ngoại hình thì rất là đẹp. Cái này một góc một ngọn của nó nặng là 290g. Đây là cây số 8. Cây số 8 này có giá là 480.000. Tiếp theo là cây số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây hiệu. Cây này là hiệu Trademark. Cây này là một cần hiệu Trademark nội địa Nhật. Cây này là dài 2m4, 2 khúc. Phần gốc của nó đây, gốc này là gốc cán gỗ như thế này. Bát này là bát Fuji FS6, quen Fuji xứ trắng. Cái này là dài 2m4, 2 khúc và có tất cả là 2, 4, 6, 8 quen bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình như thế này. Màu của nó là màu nâu đen các bạn, ở đây là dính keo này. Còn cái trời mà vết dính keo. Nói chung là cây này ngoại hình sờ xước ít. Ngọn rất là dạng ngọn tháp như thế này. Ngọn này là dạng, dòng này là ngọn dẻo nha các bạn. Ngọn này là 1.4 ly. Ngọn 1.4 ly, ngọn dẻo. Dòng này thì dành cho khách nào câu bè. Độ cứng thì cái này cứng tầm khoảng 15 thôi. Dành cho khách nào câu bè, câu tráp hoặc là câu bóng đục. Dài là 2m4, nặng là cây này nặng là 260g. Đây là cây số 9. Cây số 9 thì có giá là 400.000. Tiếp theo là cây số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cây này là một cây Olympic dài 2m4, 3 khúc. Màu nó là màu đỏ tươi như thế này. Phần gốc của nó đây. Gốc này là gốc cán gỗ nha. Bát vặn. Khoen là khoen Fuji xứ trắng. Dài 2m4, 3 khúc và có tất cả là 5 quen mua gồm cả đầu bu. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới. Cái này thì độ mới của nó mới tầm khoảng 70-75%. Chạy xước rất là ít. Dài 2m4, ngọn này là 2.6 ly. Cái này thì dòng cần dẻo nha. Cái này thì dẻo nha các bạn. Cái này thì độ cứng của nó cứng tầm khoảng 20-25 thôi. Ngoại hình như thế này. Dòng này thì cho thích khách nào câu bè, câu cảm giác. Thích câu cảm giác hoặc là câu tôm. Dài 2m4.
cứng 20-25, 3 khúc. Cái này nặng là 210g. Cái này là cây số 10, 10 này giá là 380. Số 11. Số 11 ở đây mình có là một cây hàng của Cora nha. Đây, tên của nó Hipper này. Dài 24 độ cứng nó cứng 20. Dài 24 2 khúc. Ngoại hình như thế này, độ cứng nó là cứng 20, chui này là chui gắn gỗ. Cây này thì ngoại hình nó rất là giống với cây cần carbon nha các bạn. Ngoại hình thì dòng nói chung là khá là giống với cần carbon, rất là gọn nhẹ. Bát của nó là bát Fuji F6, khoen là khoen Fuji đá sáng. Cây này là dài 24 độ cứng 20, có tất cả là 2 4 6 8 khoen vô cùng cả đầu bông, dòng là chuyên câu bè, câu tráp, câu bóng đục. Màu của nó là màu ghi xám như thế này. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng, độ mới mới tầm 70-75%, cái này mới tầm 75%. Ngọn dẻo nha. Cái này ngọn của nó là ngọn 1.5 ly. Dòng này thì câu tráp và câu bóng đục, câu bè nha, rất là dẻo nha các bạn. Nặng là 100, dài 24 nhưng mà nặng chỉ có 170g, rất là nhẹ. Cây này là cây số 11, số 11 này có giá là 400. Tiếp theo là cây số 12. 12 ở đây mình có là một cây Olympic. Cái đây là một cây Olympic dài là 2m4, 3 khúc, 2 ngọn. Còn tay cầm của nó này, tay cầm là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn, màu của nó là màu dạng màu giống như màu màu nâu nâu xám xám nha các bạn. Đây. Bát vặn. Khoen là khoen Fuji xứ trắng. Cái này là dài 2m4, 3 khúc, có 2 ngọn. Ngọn dẻo của nó là có ngọn dẻo là có 7 khoen. Ngọn cứng hơn là có 8 khoen nha, à, mình nhầm. Hai ngọn này là đều có 8 khoen nha các bạn. Có tất cả là 8 khoen bao gồm cả đầu bung. Ngoại hình thì còn khá là đẹp, sáng. Đây. Có sờn xuống nhỏ như thế này. Ở đây có cái trầy này. Đây. Nói chung là tóc sơn nhẹ bên ngoài một vài điểm thôi. Cái này ngọn dẻo là 1.56, gần 1.6 ly nha. Ngọn cứng là 1.9 ly, đây 1.9 ly. Ngọn cứng thì cây này độ cứng, ngọn cứng là cứng tầm 30 đến 40. Ngọn dẻo là cứng tầm khoảng 20 nha các bạn. Cái này là dài 2m4 3 khúc, độ mới này mới tầm 70-75%, sờ xước ít, ngoại hình tổng thể như thế này. Màu gốc một ngọn nặng là 260g. Cây này là cây số 12, 12 này có giá là 440.000. Tiếp theo là cây số 13. 13 đây mình có là phải cần câu biển. Tróc tem mạc rồi nha. Đây, ở đây có cái tem này. Dòng này là có tem ở đây nhưng mà mình lau nó tróc hết rồi. Lau vệ sinh là lau cần thì lau bằng cái chất rửa nha các bạn, nên nó bị tróc. Cái này là một cây phíp đặc nha. Ngọn của nó là dạng ngọn đọc thủy tinh đặc. Chuyên câu biển, phần gốc của nó dài là 1m8 2 khúc. Phần gốc của nó này, tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Đây, tay cầm này là tay cầm cán gỗ. Bát vặn. Khoen Fuji xứ trắng. Cây này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bung. Ngoại hình như thế này. Ngoại hình sờn xuống ít thôi. Dài là 1m8 2 khúc. Ngọn của nó là ngọn 3.7 ly. Ngọn là dạng ngọn tháp. Ngọn tháp lớn. Cái này rất là cứng, độ cứng cái này cứng tầm 150 các bạn. Ngọn cứng nha. Dòng này là cho khách nào câu dít, câu đáy, câu biển, săn cá lớn. Cái phần cắm của nó là cắm, hai đầu cắm của nó là inox như thế này. Hai đầu cắm của nó là bằng inox. Dài 1m8 2 khúc, nặng là 570g. Cây này là cây số 13,
Cây số 13 này có giá là 530.000. Tiếp theo là cây số 14. 14 ở đây mình có là một cây hiệu Daiwa. Cây này là một cây Daiwa 3 khúc, dài là 2m7, dạng cần dẻo. Phần tay cầm của nó đây, tay cầm này là tay cầm bát này, cái phần gốc này là gốc nhựa, gốc bằng nhựa nha, gốc nhựa. Bát này là bát vặn. Khoen Fuji xứ trắng. Cái này là dài 2m7 và có tất cả là 4 khoen vô cùng là đầu vuông. Ngoại hình thì sờn xước rất là ít. Độ mới thì cái này mới tầm khoảng 70-75%. Màu của nó là dạng màu nâu nâu xám xám các bạn. Dài 2m7 và ngọn của nó là 246 ly. Cái này thì cần dẻo, độ cứng này cứng tầm 20-25. Dòng này thì cho khách nào câu bè, câu cảm giác hoặc là câu cá nhỏ hoặc câu sông, nặng là 240 gram. Cái này là cây số 14, giá 380. Cây cuối cùng là cây số 15. 15 ở đây mình có là một cây cần dít câu đáy. Cần dít. Cái này thì cũng tróc tem mạc rồi nha. Cái này thì tróc tem mạc rồi các bạn. Bát của nó là bát vặn nha. Bát này là bát Fuji FBSD22B. Ngoại hình tổng thể như thế này. Dài là 1m5 2 khúc. Khoen của nó là khoen Fuji đá xám. Ngọn này là ngọn thủy tinh nha. Ngọn này là ngọn thủy tinh đặc như thế này. Ngọn đặc. Cái này ngọn của nó là ngọn 3.4 ly, 3.4 ly nha. Ngọn này là dạng ngọn tháp. Độ cứng thì cây này ngọn cứng nha các bạn. Đây. Thông số trên cần này, cây này là cứng từ 100 đến 130 nha, cứng từ 100 đến 130. Có 5 khoen như thế này. Cây này là cây số cuối cùng, cây số 15, nặng là 300. Cây này nặng 360 gram, ngoại hình như thế này. Cái này là cây cuối cùng, cây số 15. 15 này có giá là 450.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 cây cần khúc, chất liệu là cần phíp. Và các bạn lấy cái nào thì các bạn comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.